năm dấu hiệu ung thư da hiếm gặp. Ung thư hắc tố da là căn bệnh nguy hiểm và cần phát hiện sớm. Bên cạnh sự thay đổi về nốt ruồi, nó có thể xuất hiện triệu chứng ở lòng bằng chân, vệt móng tay hay nhãn cầu. Theo Insider, thì ung thư da là dạng ung thư phổ biến nhất ở Mỹ. Hiệp hội ung thư của nước Mỹ ước tính có hơn 97.000 ca ung thư hắc tố da mới được chẩn đoán vào năm 2023. và dù là thoa kem chống nắng kiểm tra da hàng năm rất cần thiết, việc tự theo dõi thay đổi của da là một trong những điều quan trọng nhất để phát hiện sớm ung thư hắc tổ da. Tình trạng chỉ chiếm khoảng 1% tổng số ca ung thư da nhưng phần lớn đều tử vong. Tiến sĩ Alexander Witkowski, trợ lý giáo sư da liễu tại trường y khoa OHSU cho biết hơn một nửa số ca mắc bệnh này được phát hiện bởi chính bệnh nhân. Họ nhận thấy những thay đổi trên nốt ruồi và đi khám. Tiến sĩ Joanna Lussick là vợ của tiến sĩ Witkowski, trợ lý giáo sư gia liễu tại OHSU, khuyên mọi người nên tự kiểm tra các dấu hiệu trên da khoảng 3 cho tới 4 tháng một lần. Tuy nhiên, không phải lúc nào ung thư hắc tố da cũng có thể nhận biết qua nốt ruồi. Trên thực tế, 70 cho tới 80% trường hợp căn bệnh này hình thành trên làn da trong thông thường. Các bác sĩ cho biết đôi khi nó xảy ra ở những khu vực tế nhị và nguy hiểm. Dưới đây là một số dấu hiệu ung thư da hiếm gặp nhưng bạn cần chú ý. Thứ nhất là đốm đen mới xuất hiện ở lòng bàn chân hoặc bàn tay. Tông màu da chứa nhiều hát tố có thể lọc tia UV hiệu quả hơn, dẫn tới tỷ lệ ung thư da thấp hơn. Tuy nhiên, một số vùng trên cơ thể có nguy cơ phát triển ung thư hắc tố da cao hơn, đặc biệt là đối với người có làn da sẫm màu. Tiến sĩ Witkowski cho biết, bất kể chúng ta thuộc chủng tộc nào hay có màu da gì, chúng ta đều có lượng sắc tố giống nhau ở lòng bàn tay và chân, vì vậy, nguy cơ mắc bệnh là như nhau. Thứ hai là vết sọc trên móng tay hoặc là móng chân. Theo tiến sĩ Witkowski và tiến sĩ Laski ung thư hắc tố da thường liên quan tới các nốt ruồi không đổi xứng, nhưng nó cũng có thể biểu hiện dưới dạng một vật dài, sẫm màu ở phía bên dưới của móng tay và móng chân. Do đó, nếu bạn đang sơn móng, hãy rửa sạch móng trước khi đi khám. Thứ ba là chú ý tới những vết thương trên mí mắt, môi hoặc là bộ phận sinh dục. Các tổn thương da mới trên mí mắt, môi và bộ phận sinh dục cũng có thể là dấu hiệu của ung thư hắc tố da niêm mạc. Theo các chuyên gia, may mắn thay, loại ung thư này dễ dàng phát hiện vì nó thường xuất hiện dưới dạng các tổn thương sẫm màu, bắt mắt hơn. Thứ tư, đó là nốt ruồi không màu. Pink melanoma hiếm gặp hơn vì nó biểu hiện dưới dạng nốt ruồi với sắc tố không thể nhìn thấy được. Theo tiến sĩ Lusick, nó trông giống như một đốm nhỏ màu hồng hoặc là trắng và có thể phát triển nhanh chóng. Vì vậy, Việc phát hiện sớm và kiểm tra là rất quan trọng. Một dấu hiệu nhận biết nó có thể phát sáng dưới ánh đèn hoặc gương và sau cùng là dấu hiệu trên nhãn cầu. Tiến sĩ Witkowski cho biết loại này rất hiếm gặp và chiếm chưa tới một phần trăm trong tất cả trường hợp ung thư hắc tổ da. Nhưng khi khám da, thì các bác sĩ vẫn nên kiểm tra mắt của bạn để đề phòng. Đôi khi bệnh có thể hình thành ở mặt sau của nhãn cầu vị chuyên gia nói rằng nếu mắc phải trường hợp này phần lớn bệnh nhân sẽ nhận thấy sự thay đổi về thị lực nhãn áp hoặc là xuất hiện cơn đau đầu mới